Thực tế, sản xuất trên đồng ruộng cho thấy lượng thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng để phun xịt xuống ruộng vườn là vô cùng lớn. Và để giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tuyên truyền khuyến khích người dân canh tác theo các tiêu chuẩn chứng nhận như VietGAP, LoboGAP, HACCP nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thế nhưng, các chứng nhận này có được giám sát, quản lý chặt chẽ hay không vẫn là câu hỏi. Tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Phú đang sản xuất khoảng 60 hectare rau. Tuy nhiên, chỉ có 1/3 diện tích là áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, còn gọi là VietGAP. Diện tích còn lại sản xuất theo kiểu truyền thống. Đối với các vườn được bố trí sản xuất theo kiểu VietGAP, đều phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Thời gian gần đây, có sự nhập nhằng giữa rau sản xuất theo kiểu truyền thống và rau sản xuất theo lối VietGAP. Nhiều người ở tỉnh Lâm Đồng khẳng định rau sản xuất theo VietGAP luôn đảm bảo an toàn và có thể hái ăn ngay tại vườn. Để chứng minh điều này, tôi có thể thực hiện hái một quả ớt chuông và ăn ngay. Cảm giác rất là tươi và ngọt. Người tiêu dùng có thể nhận biết rau sản xuất truyền thống và rau VietGAP là thông qua nhãn mác dán trên bao bì sản phẩm. Thế nhưng, để có nhãn mác không phải là chuyện khó, nhất là đối với những người có ý định gian lận thương mại. Yếu tố khác, mỗi lứa rau, từ lúc gieo trồng cho đến tay người tiêu dùng, có khi chỉ mất 2 tháng, trong khi chứng nhận có thời hạn đến 2 năm. Do vậy, không ai dám chắc các lứa rau củ quả đưa ra thị trường đều an toàn. Phải dựa vào cái người đứng đầu, họ sản xuất phải có tâm, tức là họ phải có lương tâm với sản phẩm của mình. Đó thì đấy mới là cái mà cốt lõi của nó. Chứ còn bây giờ dán cái tem tiêu chuẩn VietGAP vào, thì báo cáo anh là rất nhiều người có thể dán được. Siêu thị cũng lại lấy qua các cái đầu mối người ta đi gom về. Thế cái đầu mối gom này thì người ta có thể đánh cháo, thậm chí lấy một phần ở đây có.